Vậy xin chào quý khán giả của kênh Nguyễn Hoàng Tâm. Hiện tại thì Tâm đang ở dưới Chợ Lách. Bây giờ chúng ta sẽ đi thăm một cái vườn xưa ở Chợ Lách đây. Chúng ta sẽ đi đường này. Đó. Đầu tiên thì cái đường này chúng ta sẽ thấy một cái cây. Ôi. Cái gốc rất là đặc biệt, nó rất là bự. Đó. Ở bên giả thấy không? Trời. Khá là bự. Ôi cái cây nó cũng cao quá nè. Đó quá trời cao luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp ở dưới. Đó quý vị khán giả nào mà có mua xưa nhớ liên hệ Tâm nha. Hôm nay Tâm xuống Chợ Lách để thăm một cái vườn này ở gần cầu Chợ Lách quý vị khán giả. Đó. Thì người ta cũng có trồng nữa. Hôm nay ghé để thăm. Ghé đi giao cây rồi sẵn là thăm ghé đây vườn này để thăm để quay cho quý vị giả bà con xem để chứ có nhiều người nói ở nhà Tâm mà có nhiều cây đó quay hoài quay mấy cây mới đó, bữa nào Tâm sẽ đi vòng vòng vườn của cô chú cô bác đã trồng rồi sau đó mình sẽ quay cho mọi người xem đó, hổng thì rảnh còn một tuần nữa thôi Tâm sẽ đi quay quay cho cô chú bác xem chứ khoảng tuần sau là Tâm đi học rồi, Tâm vừa mới thi tốt nghiệp xong đó. Thì rất là ok đó, đề cũng khá là ổn nên là mình điểm cũng rất là cao thì cũng rất là vui và rất là nhẹ nhõm. Đây nè, đó mọi người thấy không, ôi gió mát quá. Ai, cái cây này thì nó chỉ nó cao nè, nó cao, nó đu theo cái cây cao, nó cao nè đó, nó gần cây cao nó cao. cây cao nhưng mà nó cũng cao. Đó mọi người thấy cảnh dưới quê đẹp chưa? Đây có mấy cái mận nè. Đó, mấy cây mận. Còn nãy Tâm thấy mấy cây ổi ruby. Nghe chú trong kia nói là ổi ruby. Còn ở đây là chúng ta đã sẽ có một cái cây dâu tầm măng nữa. Ui, măng nhện. Đây dâu tầm măng. Đó. Nhà Tâm cũng có trồng một cây dâu tầm măng gì đó nè. Xưa nào quý khán giả, thấy không? Đá Tâm trồng xen canh với những cái cây này nè, cộng hưởng rất là tốt cho cây á. Mọi người mà có trồng cây gì nhớ mọi người mua về mọi người xen canh vào thì rất là ok, rất là tốt. Ôi một cây dầu u, nhìn cây dầu u nhớ rồi cái mùa hè dê dê đậu lên á, rất là nhiều, bắt đã luôn á. Cái làm cái vợ cái sau đó bắt dê dê về mình đâu có thả anh chị, mình lặt cánh á, mình ngâm vô nước cái mình chiên đó. Những món đó ở dưới quê biết ăn thôi chứ nhiều người ở thành phố Sài Gòn thì cũng ít biết ăn cái món đó. Đây một cái cây tiếp theo đó, cái gốc này bự kìa ha, nguyên giả thấy không đó, sau này nó có rễ nguyên giả thì sau đó cái rễ nó cũng có lỗi nữa nha, mình khi mà mình bán cây đó thì sẽ bứng lấy rễ luôn đó. Cộng cái thân nó thì cái thân càng bự thì cái lỗi càng nhiều. Mình chủ yếu là mình trồng mình lấy cái thân thôi, cái thân càng nhiều thì cái lỗi càng nhiều thôi. Đó. Cái cây này nó cái tán nó ít lắm. Mình thấy không? Đó. Mình trồng nó ra đọt thì mình bấm, ủa nó ra tuột thì mình bấm thì nó sẽ không có ra tuột nữa. Mình để mình dưỡng cái thân nó thôi. Như cái cây này quý vị chả thấy nè. Nó bự lắm. Đây. Đây cái ổi ruby. Đó. Cái gốc này nãy Tâm thấy nó bự tổ chảng luôn. Nó bằng một nắm tay Tâm luôn rồi. Đó. Đã chưa? Hay. Trời cũng hơi bị nắng nha quý vị khán giả. Ông người thấy không? Trời nắng. Cảnh khúc mát ra quay cho quý vị khán giả xem với tự nhiên cái ra quay xong cái trời nắng là liền. Rồi đi tiếp thôi. Đây cái xưa mấy cái xưa này cặp dưới tường, cặp vô đúng rồi. Đó. Nó trồng mấy cái gì lạ quá ha, tôi cũng chưa thấy bao giờ. Cái ớt, trời ơi gì cũng không biết, tại không có thấy ớt, không biết. Mấy cái ớt này. Thôi tái nhiều quá ta. Ớt này chứ cũng mấy ngàn ký, mấy ngàn đồng ký. Nhiều quá ha. Đây là cây vú sữa hoàng kim. Nè cây vú sữa hoàng kim nha quý khán giả.
còn đây là mai, mai vàng nè, cái nổi ruby, rồi mận ăn phước, rồi sầu riêng, rồi cao, nói chung là trồng rất là nhiều, xen canh cây xưa vô hay ha. Đó, mấy cái ớt thì nhiều quá, nãy tâm đi thấy quá trời ớt luôn, ớt đỏ, ớt vàng gì cũng có hết trơn. Ôi, qua đây cái cày hơi bị nắng như biển dạ đó. Ấy da cha, nãy giờ che cái tay vô cái ống kính quay. Ây, ôi cái này bự dữ ta. Ôi mấy cây sầu riêng này hên, mấy cây sầu riêng còn sống rồi, còn mấy con cây sầu riêng kia kiểu như là nó bị ngập mặn á, nước mặn quá trời á. Ở đây đã tới 7 chấm là nên là nó dày luôn, tụi lũi luôn rồi nè đó. Giờ bác không trồng sầu riêng nữa, cái bác trồng cây xưa vô, sau này khoảng 7-8 năm gì đó cái bán xưa có tiền đó. Gốc này bự quá nè, gốc này nó bự nè, mà hơn cái rễ, không cái rễ con bự nó bám xuống đất nè, múc dưới luôn kìa đó. Có mít nữa nè Nguyễn dạ. Đi tầm đi vòng bên kia, có một vòng bên kia kìa, bên kia bác có trồng nữa kìa, bên kia mấy cây bên đây nó cao hơn. Ý, có con chó. Đổ mồ hôi hết trơn. Trời trưa nắng. Nãy giờ tao thấy mấy cây này, thấy cái tay nó, ui trời, ớt. Ớt này phải bác hái, hái bán được. Để dụ quá. Nãy tao thấy mấy cái tái này nè, thấy nó giống cái tái, kiểu như cái cây kia, cái cây nó giống như cái tái. Cái tái này nó có loại nhỏ nữa, nhưng mà tại sao cái tái này nó bự quá, bây giờ đang thắc mắc, không biết tái là tái gì. Đó, quá trời luôn. Ấy cha, ở đây có một cây xưa đó, với một ruộng rau muống, rau muống nấu canh chua, rau muống nấu rau muống ăn gì ta, ăn ăn bún riêu đó. Mà mấy cái cây kiểu như là mấy cái cây này nó bị ngập mặn, như giờ nó chết trụi lá hết trơn rồi. Ổn ha, chợ lách là chủ yếu người ta trồng sầu riêng, nói với lại là cây kiển với bông, mấy cây bông tết này người ta trồng bông nữa. Có một bụi tre kêu bạn dạ, nhìn cảnh quê quá trời đẹp luôn á. Này mà muốn quay MV hay đẹp vô cùng đẹp. Có một cái con gì ở đây nè, mới nghe cái tiếng của nó. Ôi cái ớt kìa, cái này là cái mấy cái ớt nhỏ rồi, hồi nãy là mấy cái ớt bự, đây là cái ớt nhỏ. Có một cái chồi ở đây nữa, nhìn tre tre mắt lắm nha khán giả. Tre tao thấy là thường ta vô bầu vậy, ta la ra rễ cái ta bỏ cái bầu, bình thường cái cây thôi đơn giản thôi 20.000 đó. Thấy cái tre bình thường vậy thôi chứ nó mắc lắm. Ui cái hồ tiêu kìa, ôi cái cây này ớt nó bự, cái ớt này tái nó bự ghê ta. Ui cây này siêu to khổng lồ, thấy bự ghê chưa, trời ơi đó. Có cây chanh nữa kìa, ôi nhà bác trồng nhiều quá trời luôn ha. Cây nào ruby đó, đó. Cây mít, với lại là trồng thêm bầu bí rất nhiều. Ôi vườn này quá trời xưa luôn Nguyễn Giả ơi, quay là không hết luôn á, quay một ngày là không hết luôn á, trồng xưa quá trời, xưa cao rồi. Bên kia bữa đó quay cho một bữa hổm quay cho người xem rồi á. Mấy cây đó, mấy cây ở gốc nó bự lắm nha, nó cao kìa Nguyễn Giả, thấy nhìn bên đây nè, nó cao ghê luôn á nè, như lấy cây này cao nè đó, vài năm sau là bán đã lắm. Ủa có con cá, cá trê. Rồi, ui cái lá này nó bự ghê. Rồi đi thôi, đi tiếp đó nha, tâm đi cẩn thận để đạp mấy cái cây này hết. Đó mình chiết nhánh ổi là cái mình bán.
mốt sẽ chỉ cho ông làm kiểng để ông bán như vậy nè. Đó, mình về cái mình vô bịch cái mình bán, mình đăng lên mạng mình bán thì bà con cô bác thấy bà con cũng ủng hộ mua, giống như mua xưa hổng rày đó. Mình có mua xưa nhớ liên hệ tâm nha. Ôi cái đọc bầu này nó ngon dữ ta. Trời ơi, đọc bầu bánh non tới đây luôn nè. Trời ơi, cái đọc bầu này mà cầm dài thì dài, cái luộc quá dữ. Rồi cái đu đủ, nãy giờ Tâm đi quay cây không à, chứ mà quay xưa rồi nữa. Cái đu đủ quay cây xưa mà quay kiểu quay mấy cây vừa tùm lum hết trơn. Ồ cái đu đủ này quá đã. Đó, đây trồng đủ thứ cây luôn. Cái tắc nữa nè, nên là cây xưa đó. Mận, mít, bưởi, mới trồng bưởi vô nữa. Ôi tớ cái đã, đây là đúng là tớ sừng trâu luôn. Rồi xong. Ôi bao qua cái mưa này cái đã, đi quay một cái cây xưa ở bên đây. Rồi đây cây xưa này nó hơi bị nhỏ rồi. Rồi cảm ơn mọi người. Ôi cái xưa này nó dài kìa. Ôi nó dài ghê chưa. Đó. Rồi cảm ơn quý khán giả rất là nhiều. Và mọi người có mua xưa thì nhớ liên hệ Tâm nha. Rồi kết thúc video. Chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người có ngày mới thật là vui vẻ. Bye bye mọi người.